đấu giữa Paragon Esports, một team đến từ Belarus, đối đầu với cả team Ukraine của Dandy Resolution Always Gonna Fly, A-Style General. Trong cái stack này đã không muốn chơi rồi. Khi mà Belarus ở đây tôi nhận thấy họ không có được sự phục vụ của thanh niên FNG, một người xuất phát điểm, một người có quốc tịch Belarus. Ông ban đi hai hero là Shadow Demon cũng như là IO đến từ Paragon. Còn Ukraine thì họ ban đi Drow Ranger, sen kinh quá là chai hát luôn. Trong hai lượt ban đầu tiên của Navi phẩy nhìn cực kỳ khủng khiếp, first pick Oracle rồi Paragon cũng rõ ràng thể hiện quan điểm của mình. Nào Ukraine họ vẫn còn có thể chơi với Huska Dazzle nếu như không muốn đối phương có được cặp đôi này. Thực ra thì Oracle bây giờ phối hợp cùng với Huska, phối hợp cùng Slug rất là hay. Slug hay ấy? Chắc chắn là Slug là hay rồi. Pick Slug đi anh em ơi. Layout kìa. Các bạn không chuyển rồi. Mẫu mực, o hồ soạn. Ơ, cái từ Paragon dịch ra là hồ soạn này. Anh không biết Paragon. Ừ, cứ coi như thế, tim hồ soạn. Việt có cái gì không được cứ chuyển hết sang tiếng Việt rồi dễ đọc. Đổi tay tôi kìa. Ok. Vâng, lượt pick đầu tiên của Ukraine đấy là Elder Titan. Và ở lượt pick thứ hai thì họ có cho mình Bad Rider. Còn ở đây sẽ là một con Bad Rider được chơi bởi General. Về phía của Paragon thì họ sẽ lựa chọn cái gì trong lượt pick thứ hai này? Một con hero support và một con hero offlane. Theo tôi nghĩ là hai cái lượt pick kín đáo nhất ở thời điểm hiện tại. Có thể pick luôn Daxia. Daxia như vậy là pick Ace. Pick Ace khá sớm ở đây. Với cái lượt pick Ace này thì cũng là một cái lượt counter lại con Oracle luôn. Mặc dù Paragon họ sở hữu Oracle nhưng hai cái lượt pick sau họ sẽ không được phép ban và quyết định đấy là pick luôn vào con Ace trong đội hình. Không, hoặc cũng có thể là họ muốn chơi về lối chơi đấy là đánh 4 co Ace farm rừng, vẫn còn một con offlane theo kiểu dạng hit level như kiểu là Nick Assassin nữa. Để xem là Dandy có đánh OD đi mid hay không. Nếu như Dandy đánh OD đi mid tất có thể Paragon họ sẽ có luôn trong đội hình của mình, đấy là NA. Về phía của team Ukraine thì ban sớm đấy là Huska rồi. Paragon đang hướng đến cái lượt ban thứ 3 của mình. Sven kìa. Sao Ace lại là Sven? À, vì vừa nãy em nhìn có Ace, à nhìn có Sven thì em cứ đọc tên nó là Ace thôi. À. Các bạn à. Cứ nhắc đi nhắc lại. Ok, à mình confirm luôn là Hưng Khổng. Huko thì rank solo là hơn mình nhá. Rank solo của Huko như là 3k4 à? Vâng anh. À đấy, tầm 3k4. Tôi là kém Hưng Khổng, 600 rank. Vâng, lượt ban thứ 3 Paragon ban đi một con hero nữa của A-Style, đấy là Chen. Ba cái lượt ban gần như những người Belarus chỉ nhắm đến vị trí của A-Style. Không để nang Dandy gì cả. Vâng, Alchemist bị ban đi, có vẻ như là Dandy cũng như là đồng bọn cũng đã tìm hiểu về những cái hero pool, hero tủ của các thành viên bên phía Paragon rồi. Như này thì đừng để tí nữa mà Ukraine họ có một con Void xếp lên, xong rồi lại có một con OD đi mid của Dandy đã trông hơi bị kinh khủng. Tinker cũng là hay luôn, Void Tinker hoặc là Void OD hoàn toàn là chơi được, hoàn toàn là chơi hay. Để xem lại xem nào, tại sao bên phía team Ukraine họ vẫn pick vào Bad Rider khi mà đối phương có first pick là Oracle nhỉ? Thực sự là tôi vẫn chưa thực sự hiểu lắm khi mà cái Flaming Lasso, cái skill có thể nói là lợi hại nhất của Bad Rider, tình huống đi ganh lẻ hay là trong combat, trong những tình huống key combat thì sẽ bị giải dễ dàng bởi con Oracle này. Paragon tiếp tục ban đi, đấy là con Enchant. 100% là A-Style hater luôn, anti A-Style gaming. Ban từ Shadow Demon cho đến Chen đều là, cho đến Enchant đều là 4 con hero mà A-Style chơi được. Trong khi về phía team Ukraine thì vẫn còn một con Hack Carry dành cho Resolution, một trong player thuộc loại dễ hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại ở vị trí của mình, cũng như là một con hero đi mid cho Dandy. Nhưng mà Paragon khá tự tin với việc họ chỉ ban những con hero của A-Style. Vâng, Witch Doctor dành cho A-Style luôn, được chưa? Ban hết hộ tôi cái. Bạn Hưng PT trên kênh chat bảo Navi đánh con Dandy hay lắm. Đúng rồi, Navi đánh con Dandy cực kỳ tuyệt vời luôn. À, xin chào bạn Trần Hiếu, thì ngày hôm nay thì 2-3 creative xin hân hạnh giới thiệu cho các bạn giải đấu WSG khu vực vòng loại châu Âu cũng như là CIS. Thì ngồi trước bàn mic bây giờ đang là caster thực tập của bọn tôi, đấy là caster Hưng Khổng. Và caster chính của bọn tôi ngày hôm nay cast chính là tôi, Minh Đức. Xin rất là cảm ơn sự ủng hộ các bạn cho đến tận nửa đêm của nửa đêm rạng sáng của ngày mùng 8 tháng 10. Disruptor trong đội hình của Paragon.
thực sự ra thì pick Ace là pick thứ hai, pick Disruptor là pick thứ ba. Nếu như đây không phải là một cái bài tủ hay là một cái ý đồ chiến thuật thì rất là ghê gớm. Thì đây là hai cái lượt pick mà cá nhân tôi đánh giá, tôi đã xem rất nhiều, thì đây là hai lượt pick trông nó rất là buồn cười, bởi vì con Ace này người ta sẽ không ban sớm, con Disruptor người ta cũng sẽ không ban sớm. Disruptor nếu như combo tốt phối hợp cùng với cả hú bằng bling của Ace thì chắc chắn là sẽ khiến cho bên phía team Ukraine không chạy đều được, bổ là liên hội. Nhưng mà liệu rằng những cái màn combo như thế có vượt qua được cái sự kinh nghiệm của những hào thủ trong đội hình của team Ukraine hay không? Lượt pick thứ tư của Ukraine họ sẽ hướng đến cái gì? Bây giờ thì sẽ phải pick vào core rồi. Có lẽ sẽ làm con Hack Carry dành cho Resolution luôn. Dandy thì thường sẽ là xếp lại với cái lượt last pick. Mình Đức đang cát mà cứ đổi cờ lê thế nhỉ? Đúng rồi. Tập trung công việc cái sao nữa? Bạn là Trần Hiếu nói rất đúng. Hưng khổng, Hugo hưng cổng, có thể gọi là không cứng. Xin chào Mastermind hay là Missing Middle. Thì đúng rồi, mình là Minh Đức, hay các bạn có thể gọi là Hoàng Kỳ Anh cũng được. Cả hai bọn mình thì đều Linh Ngọc Đàm, thì cả hai thanh niên đấy, mình và Kỳ Anh thì đều được Linh Ngọc Đàm gọi là Oppa Đức Vô Địch. Cho nên là anh em cứ gọi như nào cũng được. Xin link chế độ ban đêm của YouTube. Vâng, và trên kênh chat thì vừa rồi thì Minh Đức cũng vừa ưu ái dành cho một bạn nữ có được một cái cơ lê làm quản lý kênh chat, đấy là bạn Thư. Thì hai Thư vẫn như vậy là sai với dự đoán của tôi. Khi mà Invoker được pick trong đội của team Ukraine, liệu rằng có phải là Phalanx Void đánh xếp lên hay không? Resolution đảm bảo là chưa được Phalanx Void xếp lên luôn. Quick Doctor Invoker Phalanx Void combo 1 tỷ năm nay vẫn luôn luôn hiệu quả. Bạn Minh Đức bắn cát mình cứ chat liên tục ấy, chả hiểu sao Đức đúng đắn ấy. Em xin lỗi anh Hưng. Ok, chúng ta sẽ tập trung vào game đấu, không để cho quản lý của đội caster 23 Creative phải phàn nàn nữa. Vâng, hướng đến lượt pick thứ tư của team Paragon thì liệu rằng ở đây họ sẽ lựa chọn cái gì? Sẽ phải pick vào core hero, chắc chắn là như thế rồi. Nhìn qua một chút thì có vẻ như Paragon họ đánh với thiên hướng thủ nhiều hơn, với Oracle và Curling xuất hiện cho đội của Paragon. Curling đi xếp lên, Ace sẽ farm off lane hoặc có thể là farm rừng luôn nếu như lên quá khó. Thực ra thì Elder Titan với Doctor là một cái cặp đôi nếu như phối hợp cùng với con Hack Carry theo dạng như là có thể đánh Deadbone được, thì ở lên đấy là một cái chip lên quá mạnh, và Ace với những cái level đầu rất khó để đứng lên được. Có thể là Ace phải cân nhắc đến việc là mua cho mình Iron Talon sớm và vào rừng luôn. Curling trong mình của Paragon, trong cái team Paragon này sự phối hợp nó chưa có cái gì là thực sự là như đội hình của Paragon tôi chưa thấy một cái sự phối hợp gì nó gọi là khủng khiếp cả, ngoại trừ combo Disruptor và Ace. Nhưng nên nhớ rằng cái combo Disruptor thì nó thực hiện không phải lúc nào có thể hoàn hảo được. Thứ hai là Static Storm, cái ulti của Disruptor thì cooldown tương đối lâu. Năng lượng ban cuối team Ukraine nó ban đi con Juggernaut ở vị trí hero đi mid. Chính xác rồi, bạn là Monster Knight. Xin chào bạn Monster Knight. Thì Đức Kính có confirm một câu chuyện mình xin tự thú. Thì mình là Minh Đức và anh Thư Vũ anh yêu em. Ok, lượt ban cuối cùng Paragon họ ban đi, đấy là Morphling. Và bây giờ họ sẽ hướng đến cái lượt pick vào vị trí hero đi solo mid của mình, đối đầu với Invoker. Vâng, đối đầu với Invoker thì những người Belarus họ sẽ làm gì đây? Oracle và Disruptor hơi thủ, Ace hoàn toàn có thể sẽ phải vào farm rừng và sẽ mất khoảng tầm ít nhất là 9 phút đồng hồ, ít nhất là 9 phút đồng hồ mới có thể tham gia vào combat với team được. Trong khi đấy thì trong Curling này và đối đầu với cả Batrider, nếu như không có sự bảo kê gọi là chuẩn chỉ thì rất có thể sẽ bị con Batrider này đè nếu như chỉ đánh một cái lên đua. Suy nghĩ quá lâu.
thực ra đội hình trông như là tương đối lủng củng, mặc dù lượng burst down rất nhiều, ok đây rồi, một đội hình có cả Ace và Serven. Tí nữa để chúng ta để xem là caster tập sự mới của 23 Creative thì sẽ cast cái trận đấu, sẽ nhận diện hero như thế nào. Và Ukraine cũng có lượt pick cuối cùng vào vị trí hero đi farm xếp lên với Resolution. Resolution để avatar đấy là Desolator. 5 seconds remaining. Tại sao có một cái team pick cả Serven và Ace này, khó thế nhỉ? Cả Serven, cả Ace, cả Kling, đây là những cái lượt ban pick mà cần rất nhiều. Vẫn đúng Faithless Void luôn, ui. Rất đơn giản. Team Ukraine họ đánh rất đơn giản. Đánh những combo cực kỳ classic, cực kỳ là default luôn. Trong đội hình của team Paragon thì tôi chưa biết là hero nào sẽ đi solo mid. Khả năng trông rất giống là Kling sẽ đi solo mid, Serven farm xếp lên, Ace sẽ chui vào rừng. Sao mà đội pick được hai con Ace anh? Khó hiểu thật. Được cái là mấy ông Belarus này thì đọc tên rất là sướng. Vâng, Kling sẽ được cầm bởi Romanka, Romalika, Palantimos sẽ chơi Sven, Wenzuzik sẽ đánh Disruptor, Ace chưa biết là ai sẽ chơi Oracle cũng vậy. Trong khi đó thì bên phía team Ukraine, Elder Titan sẽ được chơi với Astai, General cầm Back Runner, The Offlane, Always Gonna Fly được cầm bởi Wick Doctor, Invoker đi mid với Dandy và Resolution cầm Felix Void farm safe lane. Thấy chưa, lỗi một con Ace kìa, nên là có chọn được đâu. Mãi không chọn được thì game lỗi. Mặc dù một con màu đỏ, một con màu xanh đúng không? Nhưng khi mà hóa lên thì chắc chắn là con Ace. À, con lại con màu đỏ. Khi hóa lên thì Serven sẽ biến thành Ace. Đúng rồi, nó con màu đỏ luôn. Nhìn hai thanh niên quay cam này trông không ông nào có vẻ như tin tưởng được lắm. Game trước cái ông Starlet ở TV quay cam như kiểu vừa làm tí ông Yusa luôn. Em phải tự quay cam luôn. Yeah. Tự quay cam, tự cắt luôn. Ui. Đây là Cairo Commentary. Cairo nghe trông giống Ai Cập nhỉ? Đúng rồi. Commentary. Thôi em nghĩ là cứ liều đi, mình phải thử biết là ông nào giỏi chứ. Đây rồi, trông có vẻ kiểu cam cao cam thấp này là ông này quay cam tương đối chuyên nghiệp. Còn nếu mà không chuyên nghiệp lắm thì ok, mình sẽ tự quay cam thôi. Mình tự tin với 1.5 năm làm caster thì đủ sức để quay cam những game đấu kiểu như này khi mình vừa làm xong một cốc cà phê. Đọc nốt đội hình bên phía của team Paragon thì họ có thanh what the fuck thanh niên đừng treo please. Vâng, last hero sẽ được cầm bởi Ace, còn thanh niên Oracle sẽ được chơi bởi Ran. Ok, sẽ chơi bởi Ran đi. Xóa dòng text đi. Ok. Thực sự là đúng như tôi dự đoán ở trên kênh chat là team Ukraine thắng rồi. Thì bây giờ tôi confirm lại bằng âm thanh luôn là team Ukraine trông rất giống là team Ukraine với đội hình như này, họ sẽ giành được chiến thắng. Thực sự là tôi thì tôi vẫn đánh giá những cái team kiểu như Paragon không có một player nào gọi là thực sự tên tuổi cả. Rất khó để cưỡng lại một đội hình toàn sao của Ukraine. Một đội hình có thể gọi là tier 1 được rồi. Đang chat với nhau với những ngôn ngữ rất là... Ông Hoàng thì không có ở đây, Tomia với khoảng tầm 18 năm đi du hí ở bên Moscow thì không có ở đây, bọn tôi không dịch được cái gì cả. Hình như là đang nhận ra nhau trong những màn fire rank luôn. Đúng. Đây, X-Cup, Jackan là con chó rừng, X-Cup, chấm mát, các kiểu... Cái gì này? Trông giống là đây là kiểu tên... Đây là có một team khác rồi. Và họ đều chẳng qua là cùng quốc tịch nên mới tham gia vào cái team này thôi. Chat giao lưu có phải như rồi, đúng rồi luôn. Upo Treblia non ebrimai Ebli vremena. Ok. Ê, đấy em đọc một chữ rồi. Ê à, ok thì chúng ta đang gọi là xem. Mấy thanh niên này thì vẫn ngồi xàm ke với nhau thôi. Không biết là bao giờ game đầu mới diễn ra. Give it to. Mười tám năm cơ, Tomia đến tận 18 năm cơ. Tomia ở Nga khá là lâu nhưng mà lần trước thì ngồi ở ESV, hồi ở ESV anh có nói với Tomia là bây giờ Navi sắp thắng rồi. Em nói một câu chúc mừng bằng tiếng Nga đi. Chứ thôi, 3 tháng em chưa nói tiếng Nga, em không nhớ một câu gì cả. Thật. Mình cũng quay sang con cái Magic. Vẫn là những lòng giao lưu qua lại thôi. Đến tận... hẳn giống hẳn emoticon
rất là cute. Go, go cho anh em. Net, net đánh chưa? Mà in the winning. Oh, công này cứ sao lưu một cái tiếng này không làm sao mà follow được. Có anh em nào trên kênh biết tiếng này không? Chắc chắn là không có anh em nào biết. Thực ra có một bạn biết nhưng bạn ấy không phải là anh em, bạn ấy là chị E. Vũ Tố Quyên, làm ơn có thể dịch hộ cho anh em hay là các thanh niên đang trao đổi cái gì nữa. Net là không, thấy chưa? Đó, à. Go, đi ông không? Net, net là không, kiểu nề. Nề, 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 nề. Hay. Vẫn cứ là pause rồi. Ready? Rồi, go, go, go. Ok, chúng ta sẽ đến với game đấu này khi mà Belarus họ thể hiện luôn quan điểm với tình huống phủ smoke. Dandy có một pha check đội hình của đối phương và Dandy có vẻ như là anh ta đã check được tình huống smoke này. Không có lý do gì mà lại có thể bấm smoke trước khi pause game cả. Và Dandy sẽ, nói chung là anh ta sẽ cố gắng cảnh báo đồng đội. Một cái tình huống mà Sunshine thẳng người cờ linh như thế bên phía team Paragon, họ mặc dù là có một pha smoke 5 người bây giờ không đi stick với nhau mà ngược lại. Đấy là một cái ward được cắm ở lên mid và một cái ward cắm ở trên cái lên top. Đồ đạc của cả hai bên thì mua vẫn là khá là cơ bản. A-Style cầm tương đối là nhiều đồ. Về Watt thì giao cho Always Gonna Fly cũng như là General cầm thôi. Với việc là cắm Watt như thế này thì ở dưới cái lane bot trông rất giống như là bên phía team Ukraine. Họ sẽ đánh một cái công lên, sẽ cố gắng bắt chết con A-Style luôn nếu như A-Style muốn thò mặt ra. Còn với bên phía trên top thì sẽ là một cái Watt để cho General có thể sống ổn được. 30 seconds to battle. Di chuyển ở đây trông là có thể sẽ nhìn thấy ngay General ở đây. Chắc chắn là phát hiện ra General rồi, bây giờ làm cách nào để giết General thì mình đã có con General, có lẽ là anh ta chết luôn. Rồi. Lên lửa để chạy qua đồi nhưng bị sandbag. We just zig. Phải nói là anh ta tình huống mà lên skill optional rất hay, nhưng đấy là một pha mà Oracle anh ta đi check rune. Check rune không có thêm lượng dam của Oracle, chứ nếu như không pha vừa rồi mà có cả Oracle nữa thì có lẽ là General anh ta sẽ không sống được. Nhưng dù sao thì với việc level 1 Batrider phải lên cho mình một điểm vào cái Firefly sẽ khiến cho con Batrider này đứng lên khổ hơn rất nhiều. Gần như là sẽ chỉ nhìn grip và hit level thôi. Vâng, Watt được cắm xa để cho Romalica trong thời điểm đầu tiên. Anh ta có thể lấy được cho mình khoảng tầm level 2, level 3 gì đó mà không cần sự hỗ trợ đến từ phía của Oracle. Nhưng mà hiện tại thì trông con Aero Titan đấm thẳng vào mặt của Kling trông nó yếu đuối quá, không được một tí nào cả. Rất giống là Mimosa bắt nạt Hoàng Ký Anh khi mà Hoàng Ký Anh còn khoảng tầm chưa dậy thì, tức là chiều qua Hoàng Ký Anh còn bằng một nửa, bây giờ liên tục là bắn bóng ra thôi. Vậy là bỏ hẳn cái lane bot đến từ team Paragon luôn. Và con Ace nó vào farm rừng. Đáng chắc chắn nó Sven bây giờ phải vào farm rừng rồi. Trong khi đấy thì Sven thì vẫn đang farm ở trên không, team này là có 2 con Ace chứ không 2 con Sven. Vẫn cứ tiếp tục là thả bóng là Harad lại lên đấm tiếp, trông giống với City số 1 hit. Chúng ta đang chứng kiến con Kling đã 2 way creep rồi nhưng mà chưa có được bất kỳ một lượt last hit nào cả. Đây con Kling quá khổ luôn. Đi lên với Dandy đã là khổ, Dandy là người khả năng control lên tốt. Vâng, một dặm thôi xong, first blood ở đây rồi, chắc chắn là first blood. Ôi, nhìn như thế thôi nhưng đấy là một pha mà Dandy người ta xử lý không hay với Sunstrike của mình. Một hit nữa là A-Style lên bảng điểm số và cao số dành cho Elder Titan khi anh ta còn 9 HP và di chuyển về được. Mất thêm một bình Healing Salve đến từ Romalica, nhưng đấy là một cái lời cảnh báo đến từ phía team Paragon. Bọn tôi hoàn toàn có thể back up lại. Ở trong pha vừa rồi tí nữa theo đội tuyển chết trước, nhưng thực ra đấy là một tình huống xử lý không thực sự là quá chính xác của Dandy. Nếu như Dandy có một pha Sunstrike nó tốt hơn thì có lẽ là Kling đã lên bảng điểm rồi. Muốn bắt vào con vào đại tướng ở đây rồi nhưng mà cho Syndica bên trên kia nào. Không, ở đây thì rất có thể Resolution anh ta solo kill vào người Oracle. Nhưng mà có first blood thuộc về đấy là Sven. Sven lấy mạng của General ở trên top, ở khu vực dưới bot thì Resolution lấy được một con hero support của đối phương, đấy là Oracle thôi. Xin chào bạn Thái Quang, thì mình đang cast cùng với caster mới 23, đấy là thanh niên Hưng Khổng, vừa làm media, vừa làm sổ sách, vừa làm tài chính kế toán, bây giờ vào cast game luôn. Như thế này thì chả biết là anh em đến cuối tháng thì được bao nhiêu lương và Hưng Khổng được bao nhiêu lương, nhưng mà thôi kệ, hiện tại thì ăn mì tôm với nhau đã. Trong cái thời gian còn chưa có lương thì cứ tận dụng tối đa, bao giờ có lương tính tiếp, bao giờ có lương mà vào cast thì tôi lại đuổi.
mua một Winlay dành cho Adler Titan. Với một cái Winlay như thế này thì một hất bóng đi qua một way grip sẽ mang lại rất nhiều tốc đánh dành cho Adler Titan, và kể cả những con hero như kiểu Sven và thì đầu game cảm thấy rất là thốn khi mà nhận những cái búa của con Adler Titan này. Lượt last hit bây giờ thì bên phía team Ukraine đang thể hiện sự vượt trội hơn với việc là Felix Boy cũng như Dandy đang farm last hit đầu bảng, nhưng mà nên nhớ rằng Ace của Paragon đang cực kỳ free ở trong khu vực rừng. Oracle mặc dù dưới bot mất một mạng nhưng anh ta vẫn đang là người có lượng level, nên nhớ như vậy. Nó sẵn sàng lúc nào cũng cầm TP di chuyển lên, lại là bắt được người General rồi. Hơi bị gọi là, vâng như vậy là chaining stun hay, chaining disable là hay, nhưng chúng ta nhìn thấy chưa, Elder Titan sẵn sàng đấm chết cả Disruptor luôn. Nhưng đấy vẫn là một tình huống mà đổi lời hơn một chút. Thực ra thì cũng không phải lời lắm khi bởi vì Team Paragon họ mất một cái TP của Oracle lên trên top. Về lượng tiền thì không quá lời, nhưng về thế trận thì như thế này, vô hình chung là con Bat Rider của General đang cực kỳ thọt. Với 5 creep farm chỉ bằng so với cả Disruptor bên phía đối phương trong việc đấy Ace. Rất giống là khoảng tầm phút thứ 9 anh ta sẽ ra và cầm một cái Blink Dagger. Ace và Zepet chỉ đưa vẫn cứ là con Ace thôi. Đúng là sống ở cái thế giới này, một lần lỗi lầm là cả thế giới biết đến rồi. Quan trọng là cả thế giới luôn luôn người ta nhớ ấy. Luôn luôn người ta nhớ. Ví dụ như anh trong cái thời kỳ còn mông nguội thì nói thật là một trong những cái ấn tượng đầu tiên của anh về việc lộ clip nóng ở Việt Nam thì Hoàng Thùy Linh. Bây giờ thì người cái gì nhắc đến, kể cả là cái vụ Linh mới đúng không, chứ không phải Thùy Linh mà là Khánh Linh hay gì đấy, người ta vẫn cứ tìm Linh 16 phút, tìm một cái link đường link 16 phút. Link. Thực ra thì làm gì có 16 phút, chỉ có mỗi 16 phút của Thùy Linh rồi, và send back được A-Style lại và chói, nhưng mà hơi bị đè stun rồi, A-Style sẽ sống từ món này. Để pick được hai con A-Style một team không dễ đâu bạn ơi. Nó cần có trình độ đấy. À, thực sự là bây giờ thì sau quãng thời gian đầu tiên mà nhìn thấy là con cờ linh khá thọt. Nhưng mà ở thời điểm bây giờ thì đã bắt đầu farm ngang với cả Dandy rồi. Gần như là anh ta chỉ thua Dandy một way grip thôi, mặc dù bị Dandy deny rất nhiều. Nhưng đương nhiên rồi, đây là cái điều đương nhiên. Đi lên cùng với cả một con Invoker lên theo đường lửa như thế này thì việc clink là last hit lại rồi Invoker là điều rất là khó. Invoker thì đam to animation ổn. Còn General anh ta quyết định một cái quyết định mà theo tôi nghĩ là đúng đắn, đấy là stack và đi farm rừng. Tuy nhiên là trong cái kèo mid con Kling nó còn đến 3 điểm của skill 2 và có cả cái trừ giáp nữa thì nếu so với dam thì sẽ là không kém đâu. So với dam không kém, nhưng mà so với animation chắc chắn là sẽ không thể bằng con Invoker được. Thêm nữa là Invoker của Dandy, em nhìn thấy không? Anh ta gọi đệ rất sớm, rất là sớm. Cái việc gọi đệ như thế, đệ Harass hoặc là Hero Harass và một con nữa với cái tài micro của Dandy và controller của Dandy thì hoàn toàn có thể sử dụng một unit để last hit, một unit để Harass. Chuyện hết sức là bình thường. Với một con hero máu mỏng thì Kling mà liên tục phải nhận những cái tình huống mà đẩy bóng ra của Elder Titan, anh ta phải chơi hết sức cẩn thận, sẽ không dám creep leo đồi phát là Kling gần như là anh ta không cố gắng di chuyển lên để last hit. Đương nhiên đây là một tình huống đi ăn rune, nhưng kể cả là một thời gian không có rune thì anh ta cũng sẽ không di chuyển lên cao, đứng đợi creep di chuyển về gần nhà mình rồi. Đây là một cái rune hết dành cho Kling. Kling anh ta có bình, nhưng ở khu vực lên mid đấy là hai hero support đang hỗ trợ dành cho Dandy. Thời điểm màn đêm tương đối nhạy cảm, Kling sẽ giữ cái rune hết này của mình và cố gắng là farm rune hết, nhiều khả năng là Kling sẽ dùng để mà trốn chạy thôi. Ace bây giờ thì trông rất giống Ace, như anh ta lên thẳng Blink Dagger. Không đã có à, đúng rồi, anh ta có giày máu, lúc nãy anh ta bỏ giày máu ra để farm. 3 phút nữa nếu như đúng cái tiến độ như này, tôi tin rằng Ace sẽ cầm Blink Dagger rồi. Tôi đã chơi con Ace farm rừng rất nhiều rồi, khoảng tầm 9 phút farm, khoảng tầm 9 phút, 10 phút may mắn. Nếu như may mắn một chút thì 9 phút, còn nếu không thì khoảng tầm 10 phút đến 11 phút là anh ta sẽ có Blink Dagger. Có một pha vòng sau của Kling rồi. Trên top đang mong muốn bắt vào đây. Bây giờ sẽ gặp General, trời ơi, ca mới, ông này. Còn General vẫn liên tục là bị harass ở trên top, đấy là Romalica vướng đồi, còn định chạy xuyên đồi cơ. Thật kìa, ông Kling này cứ thế cắm thẳng đầu vào tường thôi. Cố bắn thêm phát nữa với đội được kìa, cô đều mất xôi. Thế là đã, pha đấy đã không dùng run hết rồi, liệu có dùng run hết rồi. À, cả hai bên thì đều là stand-in bởi vì đây là những cái team mà mang tính chất là đội tuyển quốc gia thôi. Có thể bị Bộ Thể thao Văn hóa của Ukraine hay là của Belarus loại trừ đi bất kỳ lúc nào nếu như có dấu hiệu bán độ. Trốn tránh rất là kỹ Oracle. Tình huống này mà không trốn để mà hit grip hay là để đợi đồng đội TP back up thì thò mặt ra là chắc chắn chết. Khẳng định là Resolution sẵn sàng mở lồng luôn.
trong khi chúng ta nhìn lại xem A-Style và Witch Doctor đã có level 6 rồi. Support gần như đây là một con support, như vậy là Witch Doctor anh ta được farm, A-Style anh ta được farm, đến vậy là được farm support Aero Titan. À, support Witch Doctor always gonna fly. What the fuck, từ đầu là mình toàn nhầm à? Như vậy A-Style cầm Aero Titan và đánh support 5, always gonna fly chơi Witch Doctor và đánh support số 4. Always gonna fly anh ta đã có level 6 rồi, cứ đi cùng với Phoenix Void như này thì những con hero đi lẻ không bao giờ dám ra. Combo 2 ulti là chắc chắn có một người nằm xuống. Và cả hai, cả Witch Doctor, cả Phoenix Void sẽ đi về thành công. Nhưng game đấu thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ có một tình huống đi gank cả. Đáng lẽ cái người đi gank bên phía team Paragon phải là Kling, thì hiện tại Kling anh ta đã hoàn thành xong cho mình giày gỗ. Liệu rằng sẽ có những tình huống đi roam gank, phủ smoke các kiểu phối hợp cùng với Disruptor hay là Oracle hay không? Có lẽ là Paragon họ đang cảm thấy an toàn khi mà Sven đang farm được. Chính xác là con Sven này phút thứ 9 sẽ có Blink Dagger. Để con Ace mà. Ừ, con Ace phút thứ 9 sẽ có Blink Dagger. Trong đầu em vẫn nghĩ đến anh đọc con Sven đúng không? Anh đọc con Sven rồi. Thề. Anh đọc là con Ace, what the fuck. Thề được rồi, tí nhá, chờ đây. Xem các bạn kênh confirm là anh đọc là con Sven. Mà có clip mà thích thì trả lời lại, không gì sao à. Thì chưa, không phải nguyên em phân vân về vấn đề đấy đâu. Vâng, Ace phút 9 Blink Dagger. Cùng với đó thì Dandy chúng ta đã có được cho mình, đấy là Mydas rồi. Tình hình như thế này thì thực ra cái Blink Dagger lại là Sandbag General trên top. Có combo Static Storm cũng như là đóng quanh móng ngựa ra. Bây giờ thì Sven hóa Ace rồi, cần một hit nữa để lấy mạng của General. Đẩy về cũng là tương đối khéo. Đẩy về là khéo nhưng mà kiếm của Sven tương đối dài vào trong pha vừa rồi. Sven có được Killing Spree. Thấy chưa? Thấy các bạn kinh chất confirm như anh đọc con Sven rồi. What the fuck? Rõ ràng mình đọc là xe. Bây giờ thì sao? Bên phía của team Ukraine họ quyết định là bơi lên. Đây là các bạn trèo ảnh chắc chắn luôn. Ukraine họ bơi lên với một con Phoenix Void vẫn còn lồng. Phoenix Void có lồng như này thì lên bướm thì thôi uầy. Tuy nhiên là con một Sven người vợ nhưng mà hai chức năng phải không? Vừa có lồng lại còn lên cả Butterfly đấy thôi nhất luôn. Anh chỉ mong lấy vợ như thế nhưng mà không. Đây là tình huống team bên phía team Paragon họ quyết định là không dead mà lên mid và để mặc cho Ukraine ăn trụ. Trong pha vừa rồi thì ai là người ăn trụ? Check lại xem ai là người ăn trụ. Chuột phải vào trong này mình xem được ai là người ăn trụ không. Invoker của Dandy là người ăn trụ. Đã có pha smoke rồi, smoke của Always Gonna Fly cũng như là Resolution. Tiến vào khu vực rừng thôi. Ace Mi ở đâu? Mà nếu như là Sven thì cũng là Mi ở đâu luôn. Hứa. Đây là tình huống Resolution đã có lồng kết hợp cùng với cọc Death Ward của Witch Doctor. Sven sẽ không chịu nổi nhiệt. Bad Rider của thanh niên Zero quyết định là sẽ lên cho mình. Đấy là một cái trống. Cũng có smoke luôn, lộ smoke rồi. Nhưng úp đồng là cực kỳ tinh tế của Resolution. Quá nhanh tay. Dandy sử dụng Sunstrike. Bây giờ hú được Resolution. Nhưng cái lượng đam vào sẽ là không bao giờ đủ. Và Last Hero với Ace anh ta cũng sẽ lên bảng điểm số. Hết mana đến từ Palatimos sẽ phải làm gì đây? Trong khi đó thì Romalica anh ta được búp một cái ulti vào của Oracle. Tiếp được hồi máu lên của Oracle. Có lẽ là Kling người ta sẽ không chết được lúc này khi lượng đam dồn vào. Trông có vẻ như là không đủ. Palatimos với Sven thì sao? Anh ta không chết rồi, đang cố gắng giúp King. Vâng, Earth Split cực kỳ tuyệt vời của A-Style. Và A-Style có mạng của Disruptor. Resolution vẫn chưa hết khát máu. Chúng ta lao vào phía bên ngoài. Always Gonna Fly lấy mạng của đấy là Oracle. Bây giờ thì Palatimos chết thôi. Một tình huống đánh mà Paragon họ quá bị động. Khi mà sau khi dính lồng của Resolution, họ nằm lại hai người. Ba người còn lại chỉ biết chạy. Chỉ có chạy toán loạn mới duy nhất con Kling là được cứu sống bởi Oracle. Đấy là tình huống teamfight mà 4v5. Duy nhất là chỉ không phải là 4v5 mà đấy là tình huống mà 5v5. Mà cái tình huống đấy là Witch Doctor cắm lồng là fail. À cắm cọc là fail, là vào trong lồng luôn. Chứ còn nếu mà có cắm mà lùi lại một tí nữa thì còn là chết nhanh hơn chứ không phải là cỡ quậy. Rồi tiếp tục là sẽ dồn vào người của Ace. Ok, cảm ơn Linh. Và thời điểm phút thứ 9 của Last Hero bây giờ không phát huy nhiều tác dụng rồi. Ukraine họ có quá đủ kinh nghiệm để cao cao sở cao tờ là cái điều này. 9-3 dành cho Navi Fae. Tương đối đơn giản, điểm early game 12 phút có 12 mạng. Sau khi ăn lồng của Phoenix Void thì huống combat rất là quan trọng trong khu vực rừng. Thì gần như team Paragon họ chỉ có mất đi trốn. Nhưng mà đi trốn làm sao được khi mà bên phía team Ukraine đấy là một con Phoenix Void. Mừng đánh 12 phút mà chưa gì, trên lệch network khoảng 7k rưỡi, không ổn lắm dành cho Paragon rồi. Dưới bot thì sao? Resolution TP xuống dưới bot và anh ta ăn nốt được một cái trụ một ở dưới bot rồi. Cái khoảng farm còn lại dành cho cả Sven cũng như Kling.
bây giờ cực kỳ hạn hẹp. Nên nhớ rằng con Kling này không phải con hero khả năng farm bù tốt, kể cả là vào tay chơi, vào được cầm bởi những tay chơi gọi là farmer khủng nhất thế giới như ATG thì Kling không phải là con hero khả năng farm bù ngược lại được. Đây là tình huống mà cắm vào lồng mà cắm vào lồng thì vẫn bắn vào người của con không bắn được, chỉ bắn được đúng cái nửa giây rồi bắn được một phát đầu tiên, bắn được sau khi hết lồng. Lẽ ra đẹp hơn thì cắm lùi lại thì là giết hết. Không, nếu phải câu chữ thì cắm thì đúng là cọc thì chỉ cắm vào lồng thôi, còn cắm vào đâu nữa. Còn trong người Dota thì là cọc cắm vào lồng là không tốt, không phải là chắc chắn là phải cắm vào lồng rồi đúng không? Cọc là phải cắm vào lồng, còn gậy như ý là phải chọc vào bướm đúng không? Thế đúng không? Monkey King 3 anh nói thế đừng nói cái từ tiếng Việt kia. Monkey King 3 mua lên là chắc chắn là để counter lại kiếm butterfly, kiếm bướm rồi một giấc ngủ luôn. Một giấc ngủ của người của The Last Hero, thêm một Sunstrike khuyến mại vào thế là thôi phải đi về. Thực ra đúng là cái giải này thì đội hình stack của Dandy là stack theo tôi đánh giá nhiều khu vực châu Âu thì là mạnh nhất. Toàn là những thành viên mà đã từng thi đấu với nhau rồi, thậm chí là thi đấu với nhau rất là nhiều năm. Resolution thì quá nổi tiếng, một trong carry hay nhất thế giới thời điểm hiện tại. Không có lý do gì để mà Ukraine họ không làm bá cái giải này cả. Nhưng mà các team khác thì trông có vẻ như không chai hát lắm. Rồi lại nhìn thấy Sven, một tình huống côn nhạy cảm của The Last Hero, nhưng A-Style sau rộng ngủ thì còn hay hơn. Nhưng Palatimos anh ta đã có một pha hóa đỏ lên rồi. Dandy bị sen back về, những Dandy kịp hóa tàng hình, nhưng ở đây thì sao? Đây lúc từ hôm có cắm sen chi Dandy lên bảng điểm số. Mạng của Dandy trị giá đấy là 513 gold nhưng lại thuộc về Oracle. 9 năm dành cho Paragon. Với những tình huống mà đi ganh lẻ mà cứ fail như thế này thì rất giống như là team Ukraine họ sẽ rơi vào cái tình trạng của Na'Vi khi mà liên tục là áp đảo ở thời điểm early game cũng như là đầu mid game, nên sau đấy càng đánh thì càng thua khi mà bên phía đối phương có một con hack carry không chết và càng ngày càng farm được. Kling thì có thể là con hero farm bù kém, nhưng Sven thì khác. Chắc chắn là như thế rồi, Resolution nhận biết thấy cái điều này. Anh ta ăn trụ 2 ở dưới khu vực lên boss và cũng như là Harad luôn, những cam stack rất là to, những cam Anson to, những cái nguồn tài nguyên mang lại nhiều tiền, nhiều lượng network dành cho Sven hay Kling, với việc anh ta phá luôn cả cam Anson bên phía của team Paragon. Ra nếu mà em không nhầm thì đúng là cả Alloy Wonderfly lẫn Resolution cũng đã từng đánh cho Na'Vi, từng tham gia cho Na'Vi. Always Gonna Fly thì rồi, nhưng mà Resolution thì chưa. Anh nhớ rồi, Resolution thì chưa. Chỉ là cái thời điểm đầu, cái thời điểm từ hồi tinh 1 ấy, có một lần nhìn thấy. Về cơ bản thì stack này người ta vẫn cứ gọi là Na'Vi phẩy thôi. Còn đương nhiên thì nó không thể là Na'Vi hẳn được. Tuy nhiên kể cả về cái phong cách đánh lẫn cái cách ban pick các bạn nhìn thì trông cũng rất là quen. Nó vẫn cứ là cái đội hình đấy. Cái việc là ban pick quen, đánh với nhau lâu, phối hợp của những con hero như kiểu là Chen phối hợp cùng với Invoker hay là Enchant phối hợp cùng với Invoker. Đại khái là General cầm Bad Rider thì bên phía team Ukraine, Dandy anh ta sẽ rất hiểu khi nào General anh ta sẽ sử dụng Flaming Lasso, Blink và Flaming Lasso vào để Invoker vừa farm vừa Sunstrike cho chính xác. Nói chung là những cái tình huống như thế rất là đơn giản thôi. Đúng rồi đấy, cái hồi mà các bạn nói đúng, cái có hồi mình nhớ không nhầm là cái hồi mà Resolution chưa nổi là có Stand-in Na'Vi. Đấy, Stand-in khác mà vào đánh thằng trực tiếp khác. Đây đúng là một rồi. Tình huống bên phía team Ukraine, họ có một pha smoke 4 người, ok, chói cổ một người của Palantimos, sử dụng bóng để dậm đằng sau mới là hiệu quả đến từ A-Style. Ok, một Sunstrike vào nhưng Sven chưa biết, bây giờ Sven chết rồi. Nhưng Resolution anh ta bị dồn đam và lượng dồn đam là quá lớn khi mà Resolution anh ta vẫn còn được dính hiệu ứng của việc bị silent. Trong khi đó A-Style bị kẹt đây, chắc chắn là A-Style. Tôi nghĩ rằng A-Style thì anh ta không thể chạy được. Ok, một đóng tường vào, The Last Hero dồn đam, bổ thôi. Bổ trượt đến từ A-Sen, what the fuck cái ông này, đùa. Một tình huống bổ trượt mà không thể Sida hơn của offlane bên phía team Paragon. Vâng, Romalica cố gắng đuổi theo Dandy nhưng đây sẽ không phải tình huống có thể bắt lẻ được, trừ khi Kling này có cho mình ít nhất là một cái off-keep. Vâng, Dandy di chuyển ra, bây giờ di chuyển ngược lại vào nhưng Romalica vẫn còn tàng hình, nên là về được thôi. Vấn đề là cái combat gần đây nhất của team Ukraine thì đều không thấy bóng dáng của Dandy đâu. Thực ra thì Dandy anh ta chỉ đơn giản là gì, nếu như úp lồng thành công hay là thì nếu như chói thành công thì một cái Sunstrike, còn lại anh ta việc anh ta con Invoker lên tay vàng thì Na'Vi vẫn thường xuyên đánh như này. Nó phải mất thời gian. Cách sơn đảng yêu và con Invoker của Dandy thì đi đẩy lên, còn bốn người còn lại farm đủ đồ và vượt item của đối phương sau thời điểm early game thì sẽ stick lại với tình huống smoke và đi ganh vào những vị trí trọng yếu thôi. Nhưng mà hai tình huống là fail rồi.
đã có hai tình huống fail, dần dần có dấu hiệu lật đến từ phía của team Belarus. Cái stack này mà có FNG mà làm đội trưởng thì thôi khéo quá. Thôi rồi, một cú rất tay của The Last Hero dồn Nam Đen đi, không bao giờ chạy được. Không, cái tôi hứa chắc chắn là cái ông Ace đánh kém hơn tôi luôn. Không hiểu tại sao trong tình huống đấy lại định nhường mạng. Một tổ thì sao, rõ ràng Dìu đã là level 2 rồi, level 11 dành cho Ace rồi, nhưng không dám bổ vào Dandy. Đây là một con invoker mà tổng lượng máu không quá lớn, 1200 máu thôi, rát Ace. Farm thì hay lắm đấy, nhưng bây giờ đánh rất fail. Rõ ràng đấy là một cái tình huống nhường mạng rồi, nhưng mà nhường mạng lại không thành công. Chúng ta nhường mạng dành cho con Kling 6k network ở vào thời điểm hiện tại thì thôi cũng được, nhưng rõ ràng đấy là một tình huống xử lý đánh không an toàn. Nếu như Kling có Orchid, Orchid thì là ok, xua luôn, không cần phải bổ. Nhưng đấy là một Kling không có Orchid, rõ ràng Evoker thì quá nhiều phép thuật để chạy trốn được. Always gonna fight, chết ở đâu đó General anh ta bị trói vào. Nhưng Oracle có một pha cứu hay ở đây thì A-Style đang bị hú vào rồi. A-Style liệu có chết hay không? Đóng tường, đóng vành móng ngựa là không quá hay. Kling chết ở đâu đấy với việc là Invoker ta sử dụng cái gì đó bằng Palantimos thì sao? Một Blink vào, một hóa đỏ lên và Ace kết thúc mạng của Elder Titan pha vừa rồi. Ý tôi là Sven. Một tình huống tiếp tục là Blink lên của Ace The Last Hero để lấy cho mình, đấy là Rune Illu. Anh ta vẫn chưa farm xong cho mình Blade Mail. Với tốc độ 10 phút vẫn chưa farm được Blade Mail là quá chậm dành cho Ace. Đánh anh ta là cũng hoàn toàn có thể có hai mạng rồi. Trong cái game là hai con Ace đang khỏe dần lên rồi. Và để lâu dài là có vẻ không ổn. Blade Mail coming. Rõ ràng Blade Mail coming, nhưng đây là con Ace nên nhớ là cái first item đầu tiên của anh ta đấy là Blink Dagger, anh ta lên được vào thời phút thứ 9. 10 phút sau vẫn chưa có cho mình, đấy là cái Blade Mail. Blade Mail không hề đắt. Blade Mail rất là rẻ. Đáng lẽ anh ta cần có Blade Mail sớm. Có Blade Mail sớm thì những thành phần kiểu như Elder Titan hay là Invoker chết dễ hơn rất nhiều. Bây giờ thì những người gặp khó nhìn qua nhìn lại thì có vẻ như là Paragon họ bắt đầu cân bằng lại được cái game đấu này. Chưa thể nói là Ukraine gặp khó khăn hơn, nhưng mà về mặt tâm lý thì bây giờ Paragon đang là những người có sở hữu cái tâm lý thi đấu tốt hơn một chút. Nhìn thấy General rồi, cần có thêm sự phối hợp, kia Romalica anh ta sẽ không thể bắt lẻ được với việc anh ta không lên Orchid. Gà đang mang một cái gì lên cho team Paragon, và liệu có phải là một cái item của Kling không? Vì trong tổng network này rõ ràng là... Rồi ok, bắt General, bye bye. Tình huống này thì bye bye, chắc chắn là chết bằng mạng dành cho Kling tương đối đơn giản. The Last Hero anh ta không phải sử dụng tí dìu nào cả. Đây có lẽ là một tình huống mà W vào đầu của không thèm W luôn. Chờ Nguyễn Thao hôm nay Minusa đang bị bó sát trong kia rồi. Và khả năng cao là trong ngày mai cũng sẽ không phải gặp Minusa được rồi. Có hy vọng là đến dạng sáng sớm nếu như giải vẫn còn thì Minusa sẽ dậy để cứu tôi. Nếu bạn bị giật thì bạn thử F5 lại xem nha. Có thể là do mạng của bạn. Vâng, một tình huống hú dấp thay một người của A-Style mở giáp phản lên rồi. A-Style đã bị sandbag về cho cẩn thận. Và đấy là một tình huống mình nhường mạng dành cho Sven. Lần này nhường mạng dành cho Sven thì là hợp lý. Nhưng mà nên nhớ rằng với cái tình hình như thế này thì bên phía team Paragon họ đang stick lại và đánh Deadpool rất là tốt. Còn Ukraine thì cố gắng là split boot với việc Felix Void và Dandy vẫn đang cố gắng đi farm như là đẩy nhà. Felix Void sẽ là lên một cái Manta của mình. Dandy hướng đến đấy là một cái gậy xanh. Nhưng đánh như thế này thì sẽ càng ngày càng để cho con Sven này béo. Mà Sven béo thì luôn luôn là một cái mối hiểm họa. Bên phía team Paragon nên nhớ rằng Kling hoàn toàn để đi bait. Kling đi bait một tình huống mà Ace lao vào hú tanh để lấy thu hút skill của bên phía team Ukraine, rồi Sven vào sau cũng được. Sven vào sau luôn luôn là một cái lợi thế. Anh ta sẽ không bị cài trong combat. Vốt thì đã trang bị cho mình Manta. Nếu mà đang chờ đợi để chống lại cái silent lâu dài của câu chip của Kling. Hiện tại Kling vẫn đang tích tiền mà chưa quyết định để lên một cái gì cả. Thôi anh thì anh không nghĩ bây giờ Kling sẽ lên Orchid nữa. Đây không phải là thời điểm mà thường thì người ta sẽ lên Orchid khi mà người ta muốn đi bắt lẻ đối phương, khi mà người ta đã cực kỳ xanh ở lên. Nhưng đây là một con Kling không xanh ở lên. Anh ta thi đấu chúng ta rất là cần đồng đội. Một con Invoker có thể không đứng ở lên, không đứng hỗ trợ, nhưng mà một cái Sunstrike đã thôi Kling có thể chết ngược với tình huống đi bắt lẻ solo. Và đây là con Kling anh ta quyết định. Anh nghĩ là anh ta sẽ lên cho mình, đấy là một cái đề xô. Không chói được vào người của The Last Hero rồi, nhưng ngay lập tức là có một tình huống giải ra của Oracle. Bây giờ thì sao, tiếp tục đuổi theo Ace. Còn dồn tất cả mọi thứ vào người của Ace, nhưng Ace chưa chết, Ace và
thắng ASEAN cuối cùng lên bảng điểm số, nhưng lấy được đấy là đến 3 cái ulti bên phía team Ukraine. Nhưng bây giờ không có ASEAN, có lẽ Paragon họ sẽ buông trụ. Họ sẽ cố gắng đánh an toàn, buông trụ. Biết rằng đối phương vẫn còn lồng của Felix Boy. Vâng, Resol rồi úp lồng một người thì ok. Vâng, cố gắng đấm người Oracle. Vâng, Resolution anh ta bị sandbag về. Và Oracle không chết, nhưng cuối cùng thì vẫn nằm lại với tình huống giấc ngủ ra của A-Style. Trụ 2 cũng mất rồi. Phải nói là bên phía team Paragon, mỗi khi mà Ukraine họ là những người chủ động lao thẳng lên và chiếm được lợi thế về mặt số lượng combat, số lượng người tham gia combat, thì Paragon chơi rất là chệch chuẩn. Họ chơi rất là non tay. Chết một người ok, hoàn toàn được lùi về sớm, nhưng họ thường xuyên mất thêm những mạng lẻ nữa. Và đấy là những cái cơ sở để cho bên phía team Ukraine không chỉ chiếm lại được cái khoảng không pha hay là như nào đó, mà thậm chí là còn ăn Rosa, là bắt thêm, đẩy thêm vào những cái trụ 3. Kling đang tiếp tục đi pha, không biết là anh ta sẽ lên cái item gì. 8k8 gần 9k network và thời điểm hiện tại không phải là con Kling quá xanh. Anh ta không có mạng. Mua đồ rồi, đã mua đồ. Anh ta đã mua đồ rồi, bây giờ thì để im mà con Kling này sẽ biết là anh ta cầm gì thôi. Đà như vậy là Desolator. Cần cái lượng dồn nam lớn hơn khi mà xe hú thành công, hay là khi Disruptor đã đóng tường thành công thành viên bên phía team Ukraine. Thả Chao Metro với farm luôn. 3-4 thành viên đang định bắt nhưng Daddy thì không được. TP là về an toàn. Game đấu hiện tại thì cả cái team Paragon đang cố gắng cắm rất nhiều watt ở khu vực bot. Họ muốn control cái bot này. Tuy nhiên là đã mất Roshan rồi. Vậy họ đang cắm điểm gì? Uầy, thật, giờ người ta check in chat và giờ này tất đang 920 bạn đang xem. Anh em tôi rất là cảm ơn 920 bạn. Không biết các bạn có thấy đói không? Chưa, anh em tôi trên này cũng đói lắm rồi. Hiện tại anh em chờ một xíu. Anh Mỹ là đang đi giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, come back ngay. Có một tình huống scan của bên Paragon, tuy nhiên là không trúng ai. Cả hai team thì có vẻ đang sờ mốc. Đây rồi. Lại tiếp tục một tình huống scan của team Radiant của bên Ukraine, nhưng mà lại tiếp tục là không trúng ai. Chắc là sẽ lại hết sờ mốc và lại nhìn nhau thôi. Các bạn muốn nhìn rõ tên hay team à? Ok, rất là xin lỗi bạn, không là ngày mai mình sẽ fix cái vấn đề banner, bởi vì như bình thường thì các team khá là nổi tiếng nên là đôi khi chỉ cần nhìn logo là mọi người đã biết đấy là team nào rồi. Ok, ngày mai mình sẽ sửa lại cái banner và để cho mọi người nhìn thấy đầy đủ tên team. Ok, quay trở lại đây rồi. Tỷ số là 13, vẫn là 13-11 thôi. Paragon thì cố gắng phòng thủ, nhưng mà với việc Resolution anh ta cực kỳ cục tính, như là gõ liên tục vào trụ 3. Gõ liên tục vào một điểm dưới háng của trụ 3 luôn. Và trụ 3 nằm lại tiếp tục gõ Mirax bên phía Paragon. Vẫn chưa có bất kỳ một cái ý đồ gì cả. Vâng, Sven gồng giáp lên ra sẽ làm gì đây. Nhưng ngay lập tức hú hút vào người của Resolution là cần phải có Disruptor. Disruptor ở đâu? Gần à, xe chưa bổ được một lần nào cả. Bây giờ Sven bị cai. Sven lên bảng điểm số trông đánh combat non không? Ok, như thế này là thua. Như thế này là bên phía team Paragon họ sẽ mất một lên. Chắc chắn là như vậy. Hai lên luôn. Khả năng khẳng định là Oracle sẽ lên bảng điểm số. Một tình huống mà ASEAN ta không bổ ulti, Disruptor không dùng ulti, mà hoàn toàn là để cho Felix Void của Resolution chạy đường phao rồi. Đấy là tình huống mà nếu như không kịp đặt vòng, anh ta hoàn toàn đặt Static Storm được, để Felix Void không lướt đi được. Không có tình huống tham quắc thì ok thôi. Một bổ vào Felix Void. Nhưng mà nên nhớ lại rằng đấy là một pha mà ASEAN ta do dự khi Felix Void có cho mình Clear Aegis. Đang tiếp tục hú người Resolution. Resolution không quá quan tâm. Ok, ông hú đi, cộng giáp đi. Bây giờ thì Daddy sao? Daddy lên bảng điểm số nhưng úp lòng được hai người đến từ Resolution. Resolution cần team. Double kill dành cho Resolution. Mặc dù là Romalica anh ta buy back ra và cũng có được đấy là cái mạng double kill, nhưng không đủ, hoàn toàn là không đủ. Tiếp tục đấm vào người của Disruptor. Disruptor lên bảng điểm số. Resolution quá khỏe, Dandy cũng vừa bay back ra thì phải The Last Hero ở đây thì sao? Cố gắng hú lên nhưng mà bị slow lại. Nhưng mà Serven di chuyển ra và lấy được mạng đầu tiên của Resolution, nhưng ASEAN sẽ nằm lại thôi. Vâng, một Sunstrike chính xác người Oracle. Oracle bây giờ cũng sẽ chết. Vâng, mở Fate Edict ra, cố gắng sử dụng ulti. Như vậy là Resolution này đã di chuyển về. Vâng, mở Manta đấm thẳng người Serven. Serven cũng sẽ lên bảng điểm số để anh ta búp ơn, sẽ không thể Blink chạy đi được. Cố gắng bắn người Resolution nhưng hoàn toàn là Magnet đến từ Romalica. Anh ta chuyển mục tiêu sang là Creep. What the fuck bây giờ thì sao? Một Earth Split ra rồi.
bye bye Oracle hay không? Có lẽ Oracle sẽ chết rồi, Zenro quá cục tính rồi, Nam thẳng vào Romalica được, đang cố gắng tăng hình di chuyển về được. Romalica di chuyển về được và Astar tí nữa lên bảng đếm số thì ta cố gắng chui vào giếng. Nhưng mà bây giờ thì gõ GG đến phía team Paragon rồi. 22-14 đã có những dấu hiệu gọi là cố gắng cân kèo của Paragon, nhưng thực sự là trình độ của họ thua kém hơn.